À, vâng, thưa các nhà, thưa quý vị, thưa các bạn thân mến, hôm nay Xuân Dũng trở lại với bệnh viện lao phổi Tiền Giang. Vâng, đến đây chắc là mọi người biết là Dũng đến gặp ai rồi đúng không ạ? Nay Dũng đến gặp gặp anh Nguyễn Văn Cải, 39 tuổi ở Cai Lậy Tiền Giang. Chắc mọi người vẫn xem những video trước cũng biết được là anh Cải bị bệnh suyễn, bệnh lao và rất là đáng thương tội nghiệp khi mà anh bị vợ con bỏ đi, bỏ rơi. Rồi người mẹ già thì bị tai biến ở Bình Dương, không có theo 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 người chồng sau á ở Bình Dương, cho nên anh cũng không có đi theo được. Sau đó thì anh phải về tá túc ở với nhà của người dì ruột của mình ở phường 5 Cai Lậy Tiền Giang. Nói thì ở tá túc như vậy nhưng mà anh là ở kế bên sát nhà của người dì, cái giường đặt ở đó và xung quanh là những cái cây được cột vào bốn cái thành giường, bốn cái chân giường và giăng cái giỏng, giăng cái màn rồi cũng như giăng cái bạt trên đó để sống qua ngày. Anh cả ra, anh cả đây rồi. Chào anh. Rồi. Em ngồi phía bên đây nè, cho nó sáng, kể thì là cái ngồi kia nó chói. Thì sau đó thì Dũng cũng đã hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ để cho anh Cải được đi điều trị nhập viện tại bệnh viện Lao. Em đang dùng cái đó là cái gì đó anh Cải? Thuốc xuyễn hả? À, cái đó là thuốc xuyễn hả? Rồi rồi rồi. Đây, tính là bữa giờ là anh điều trị ở bệnh viện là được bao lâu rồi hả? Không nhớ hả? Không nhớ ngày vô thì ở đây trên tay em là cái giấy tạm ứng nộp vào ngày 29 tháng 12, là cũng được hơn 20 ngày đấy anh. Hơn 20 ngày rồi đó. Bác sĩ có nói gì với anh không? Không hả? Anh cố gắng nói to to lên tí ha. Cố gắng. Xịt cái đó vô là nó bị khan tiếng à? Một ngày anh xịt bao nhiêu lần? Nó mệt giờ nào cũng xịt giờ mấy hả? Rồi mấy hôm nay dì của anh có liên lạc với anh không? Không luôn hả? Có xuống không? Không xuống luôn hả? Rồi bây giờ thì anh sức khỏe thế trong người thấy thế nào rồi? Anh cứ nói thật ra với cho em và mọi người được biết đi. Cái bệnh thì cái bệnh lao thì nó đỡ rồi. Con cái xỉn thì nó mệt. Lao đỡ nhưng mà chưa hết được. Tại vì muốn trị dứt điểm là phải tầm 6 tháng. Đúng không? Phải 6 tháng mới hết. Nếu sắp tới bác sĩ mà cho ra viện thì anh sẽ tính là như thế nào? Vô anh ở đỡ cho mấy ngày Tết này rồi qua Tết rồi lên trên Thiên Hậu, ở trên Thiên Hậu cho trên hồ là ở nhà ai trên đó? Ở cũng như bà già má nói qua Tết ổng về quê ổng cũng cắt lại cái nhà đó, về đó em ở rồi còn mấy mướn đại của phòng trọ bán xấu. Mưa này phòng trò bán số quan trọng ở chỗ là bây giờ anh phải phải là điều trị bệnh đấy nè, anh phải có giấy tờ rồi để xem thử là bác sĩ sẽ cho cái hướng anh hướng như thế nào để điều trị bệnh chứ. Thì bác sĩ kêu lấy sổ về đặng bác sĩ làm cho ra gì ra viện đó rồi sao đặng lên cho anh đặng cho người ta cấp thuốc à, lên trên xã của mình đó, xã nào anh? Xã Hồng Mỹ Bắc B. À, lên trên đó cấp thuốc trên đó ha. Rồi anh có chịu khó đi để mà lấy thuốc trên đó để mà uống không? Dạ đi chứ. Lấy uống được cho nó hết chứ.
Anh em mấy hôm nay ăn uống được không anh Cải? Ăn uống bình thường anh Dũng ơi. À, ăn bữa được nhiêu chén? Thì cũng hộp cơm, ăn được một hộp cơm. Hả? Ăn được một hộp cơm vậy đó. Một hộp ha? Dạ. Ừ. Vậy là ăn được hộp cơm là tốt rồi đó. Ăn uống thì nó bình thường à. Đó, ăn thôi. À, vâng thưa nhà thức bạn, à, trên tay Dũng đây là ba cái phiếu tạm ứng, ba cái phiếu tạm ứng, ba lần mà Dũng đã đóng tạm ứng cho anh Cải đây, 1, 2 và lần 3, ba lần. Thì trong ba lần này á, thì hai lần trước là tiền của Mạnh Thường Quân hỗ trợ, Dũng đã đóng cho anh Cải rồi. Còn lần thứ ba thì chưa có ai hỗ trợ hết và Dũng đã phải bỏ tiền túi của mình ra để tạm ứng nộp tiền cho bệnh viện. Tiền cho bệnh viện để anh Cải có tiền thì bệnh viện mới có tiếp tục điều trị cho anh được. Thì ba lần. Bây giờ là em nói với anh Cải luôn là từ đây đến Tết á, công việc em lu bu lắm. Đôi khi anh điền cho em mà để mà tới để hỗ trợ cho anh thì thực sự mà nói là đôi khi em không có có mặt liền. Tại vì đợt sắp tới em cũng đi rất là nhiều. Em đi Tây Nguyên, em đi miền Trung nữa. Đó, cho nên hôm nay em muốn đến gặp anh. Thì hôm nay là ngày 21, 22. Ngày 22 tháng 1 em muốn trao ba cái giấy này cho anh luôn ha, anh giữ để nếu mà bác sĩ có kêu ra thủ tục ra viện thì anh cầm cái này để thừa thiếu bao nhiêu đó, thiếu thì anh đóng thêm mà thừa thì có cái giấy này anh mới nhận lại được, anh nên hiểu không? Đó thì hôm nay em trao cho anh luôn ba cái phiếu này ha, nhớ cất giữ trong người này nha, nhớ cất giữ nha. Rồi đó cái rồi đầu tiên là ba cái phiếu đó. Cái thứ hai nữa thì em cũng báo cho anh một cái tin vui. À, sau khi em đến đóng tiền viện lần thứ ba cho anh xong á, em phát cái video đó lên thì đã có hai Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho anh thêm tiền nữa. À, số tiền của hai Mạnh Thường Quân này hỗ trợ như sau. Đầu tiên là của chị Thu Hằng. Chị Thu Hằng hỗ trợ cho anh 3 triệu. Và của chị Sương ở Pháp hỗ trợ cho anh là 5 triệu 045 ngàn. Chị Sương ở Pháp đã trước đây đã từng hỗ trợ cho anh rồi đó. Anh biết anh có nhớ chị Sương đó không? Chị Sương hỗ trợ cho anh lần trước mà tới mà xong em đưa cho anh nộp tiền viện phí cho anh xong rồi còn thừa 1 triệu mấy em đưa cho anh đó. Ừ. Không nhớ. Ừ. Nhưng mà trong clip á, trong video thì có rồi. À. Đó. Thì nay chị gửi thêm cho anh nữa 5 triệu 045 ngàn. À, tổng số tiền mà anh nhận được là 8 triệu 045 ngàn. Rồi. Thì đúng ra thì em sẽ quản lý giữ cái tiền này lại cho anh với lý do là em muốn với lý do là em sợ là lần trước thì em đưa cho anh hết rồi đó, anh hiểu không? Nhưng mà lần trước anh không quản lý được tiền rồi cuối cùng tiền nó không có làm được cái việc gì cho anh hết. Những cái đồng tiền trước em hỗ trợ cho anh 10 mấy triệu là anh chưa có làm được cái việc gì. Từ khi em giữ tiền cho anh thì em mới quản lý được cái bệnh tật của anh rồi cũng mới nhập viện được. À, nhưng mà bây giờ công việc nhiều quá. Thì bây giờ anh không tự cứu lấy mình thì không ai cứu anh hết. Em xe đi qua ồn quá. À, quý vị thông cảm. Bây giờ anh không tự thương mình thì không ai giúp mình hết. Em với Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho anh đến như vậy rồi, tiền bạc em giao cho anh mà bây giờ anh không quản lý được thì không có ai cứu cho anh thêm lần nữa đâu. Anh hiểu ý em nói không? Nha. Cho nên là mai mốt nữa, bây giờ em đưa cho anh là số tiền là 8 triệu 045 ngàn. Rồi mai mốt nữa là anh đã điện cho em là xuống đóng tiền viện rồi hết tiền rồi là rồi không biết tiền đi chi đi chỗ nào là em buông anh đó chứ không phải đâu, không thể là anh phải quý cái tiền của em cũng như là tiền của Mạnh Thường Quân đó chứ không phải là bây giờ là đưa cho anh xong rồi anh không quản lý được tiền rồi là này nọ là sau này là không ai giúp anh thêm lần nữa, anh hiểu không? Vừa rồi đúng nó thực sự là cái vừa rồi là rất là nhiều người đáng lại giúp anh đó, nhưng mà vì cái tiền trao cho anh mà anh không quản lý không giữ được cho nên họ không muốn giúp thêm đó.
Rồi, bây giờ em gửi cho anh số tiền của Mạnh Thường Quân nè, trao nè. Của chị Thu Hằng là 3 triệu và của chị Sương ở bên Pháp là 5.045.000. Thì em làm tròn là 8.045, em làm tròn là 8.050 nhá. Rồi, đây, em anh để lại đi. Để lấy lại dùng dùng. Rồi, vậy là nhận đủ 8 triệu 50 ngàn ha. Rồi ok anh. Đó. Rồi giờ em gửi lại là 2 triệu mà bữa anh tạm ứng cho em. Dạ. Rồi ok anh. Rồi ở đây là bữa em đóng cái viện tờ thứ 3 á, là em đang bỏ tiền túi em ra. Thì em có nói rằng á, nếu mà có ai hỗ trợ cho anh á, thì em gửi lại cho em. Mà nếu như không có ai hỗ trợ thì em cũng chi ra luôn. Nhưng mà cũng may là có người hỗ trợ cho anh rồi ha. Rồi bây giờ còn số tiền còn lại đó là cũng hơn 6 triệu. Anh cố gắng chắt bóp, đừng có tiêu xài hoang phí ha. Rồi ăn uống cho đầy đủ, rồi chuẩn bị mà nếu ra viện thì phải kiếm cái nhà trọ nào đó. Không có chỗ nghỉ thì anh phải kiếm nhà trọ nào đó để mà nghỉ. Rồi mua thuốc thang tầm bổ vô nha. Bây giờ thì như vậy thì em với Mạnh Thường Quân là hết lòng với anh rồi. Đúng không? Em cũng cảm ơn chị Thu Hằng, Mạnh Thường Quân, chị Thu Hằng. Với chị gì nữa? Chị Sương. Chị Sương. Ừ, chị Sương ở bên Pháp. Chị Sương ở bên Pháp đỡ cho em là số tiền để em chi bệnh vậy. Ừ. Em cũng mang ơn cũng với chị. Cũng giúp đỡ cho em cũng như đem lại cuộc sống để cho em thấy cái cuộc đời này nó còn tươi đẹp. Em cũng cảm ơn nhiều mấy chị lắm. Rồi. Rồi cảm anh biết là tổng số tiền bây giờ bữa giờ em hỗ trợ gặp anh là hỗ trợ cho anh bao nhiêu tiền chưa? Lần đầu là anh đưa em là 5 triệu. Rồi. Rồi lần sau 2 triệu nữa. Là 7. Ừ, 7 triệu đóng tiền viện phí là 6 nhưng mà tính 4 thôi. 6 triệu. Là 11. Đúng không? Một lần em tới em đưa cho anh 2 triệu nữa. Thì lần 2 triệu lần 5 triệu đó. 2 triệu đó em sáng em đi xuống đây đó. Rồi rồi không rồi em đưa cho rồi cái lần em lên trên đó em đưa cho anh 1 triệu mấy nữa. Đưa cho em 1 triệu 7. Ừ rồi. Tổng cộng là với ngày hôm nay nữa. Bữa giờ là em hỗ trợ cho anh là trên 20 triệu rồi đó. Đó, mà bây giờ anh cứ thấy đó, nếu anh mà em nói luôn. Sau khi xuất viện, anh phải kiếm được một cái chỗ nhà trọ nào đó ở đi. Thì em nói rồi, em sẽ hỗ trợ cho anh 6 tháng, mỗi tháng 1 triệu bằng tiền của em. Đó. Cảm ơn trước những rồi, thì thuê ở nhà trọ. Anh mướn cái phòng trọ một mình anh cỡ tầm 500-600 hoặc 700 gì đó. Rồi tiền điện nước nữa chắc cũng có trong vòng đó trở lại. Hoặc là 1 triệu trở lại. Nhưng mà em nữa em ở trên Thiên Hộ các bạn. Anh ở chỗ nào cũng được. Miễn là anh ở lên đó ở và anh phải điều trị lấy thuốc. Trên đó luôn là lấy thuốc cho nó. Lấy thuốc mà điều trị thì em mới hỗ trợ. Chứ còn bây giờ anh lên trên đó mà anh không điều trị lắm được. Đó, cũng lên đó là em mới lấy thuốc mà. Rồi, rồi, đó. Đó thì em sẽ lên đó em sẽ hỏi bên y tế bên đó là anh có lấy thuốc đúng như vậy không, thấy không? Đó thì em sẽ hỗ trợ cho anh từng tháng nha. Rồi có chuyện thăm con thăm cái thì anh có muốn nhắn nhủ gì nữa không, có muốn sao? Dạ được, lấy con lấy bệnh gì đau gì cũng không qua lắm để em thấy bớt bệnh rồi em qua thăm con em. Em tự em đi xe qua thăm thì nó giờ nó ở dưới quê nó học nó ở dưới
với bà già bà về trị đó. Em thấy bớt bệnh rồi, thấy mình cũng đỡ rồi, qua thăm nó sao cũng được. Dạ ha. Chứ giờ nhớ nhớ chứ giờ mình bệnh đau vậy mình đem lại cái nguồn bệnh không tốt. Rồi ok anh. Đó thì nay tới thăm anh thì Dũng cũng động viên anh như vậy thôi. Đó, anh thấy rất là nhiều người em phải quan tâm nhưng mà anh thì em quan tâm cũng chẳng đặc biệt rồi đó. Đó lui tới với anh thường xuyên kêu gọi mình thường quân giúp đỡ cho anh. Ngoài ra em còn hỗ trợ riêng cho anh như vậy nữa. Thấy không? Đó. Anh phải nhớ nha, mỗi tháng em hỗ trợ cho anh 1 triệu nha. Mà phải yêu cầu nữa là anh phải là nghiêm túc điều trị bệnh chứ không phải là không nghiêm túc đâu. Đó. Kể cả anh điều trị bệnh viện ở đây cũng vậy nè. Đó. Không có chuyện trốn viện trốn viết là gì nhé. Cũng bây giờ hôm nay á, em trao tiền cho anh. Em phát sóng lên là có người sẽ biết tiền, anh có tiền. Anh đề phòng cảnh giác giùm em nhé. Nằm ở trong bệnh viện cũng coi tiền bạc. Thứ hai nữa là không có ai tới lừa gạt. Nhẹ nhàng ở tin à nói là đóng tiền này đóng tiền kia để mà này nó là không có nhá. Có gì ai tới mà nói chuyện về tiền bạc đưa tiền nó bạc. Em điền cho em nhá. Bây giờ có một số người họ đang lợi dụng gần Tết giúp tới rồi. Họ kẹt họ lừa đảo những người bệnh á. Em đi giúp nhiều hoàn cảnh rồi họ cũng đi vào nhà người bệnh họ lừa như vậy, họ nói là lấy tiếng là tôi là được chú Dũng tới có chuyện như vậy này. À tôi được chú Dũng tới nhờ tới là mua cái này cho anh nhưng mà giờ là mua ngoài đó mà thiếu cái tiền xe chở vô là đâu là 1-2 triệu vậy đó, xong rồi giờ anh nghe chú Dũng mua cho anh cái tủ đâu là 10 mấy triệu á đó. Đó nhưng mà chờ chở vô đêm giờ là tiền xe là nó bắt à, bên anh là phải trả đó, họ lừa như vậy luôn á. Rồi nghe nói vậy là cũng mừng rồi cũng đưa cho họ tiền xe nhưng mà cuối cùng họ cầm nó đi luôn đó. Nhiều người họ già quá cho nên đó là một cái mà anh phải đề cao cảnh giác nhá. Tiền bạc cất giữ cẩn thận. Rồi, ok. Thế được rồi. À, em chỉ xuống gặp gỡ trao đổi anh như vậy thôi. Anh lên nghỉ ngơi đi nhé. Rồi. Rồi. À, anh cầm chai nước này lên uống nè. Uống rồi, em uống nè. Rồi. À, vâng, thưa các nhà thưa quý vị, Dũng cũng cảm thấy rất là vui khi mà được giúp anh cả ấy được mình khỏe trở lại như ngày hôm nay. Với cái bệnh của anh thì thời gian chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi. Bác sĩ có trao đổi với Dũng rằng là bệnh của anh thì không có gì quá nguy hiểm, cũng không có gì quá nặng. Tại vì thứ nhất là anh ở cái môi trường được ăn uống chăm sóc không được đầy đủ cho nên là anh mới vì suy kiệt như vậy thôi. Còn nếu như mà cái bệnh lao thì bây giờ đã được khống chế, đã được có thể chữa hẳn, được chữa hẳn hoàn toàn. Đó, bệnh suyễn của anh ấy, thì nó cũng có đề kháng lên thì bệnh suyễn nó sẽ thuyên giảm. Rồi bác sĩ cũng sẽ có cái thuốc để hỗ trợ điều trị. Đó. Cái quan trọng nhất là cái môi trường và cái tâm lý. Môi trường sống của anh nó quá gì là nhìn thấy là quá thương tâm, quá tội nghiệp. Mọi người thấy ở những video trước là Dũng đưa lên rồi. Bây giờ anh được về ở trong cái bệnh viện này thì thứ nhất là nó có điều kiện nó rất tốt ở chỗ là cái nơi ăn ở, sinh hoạt, nghỉ ngơi nó được thoải mái, được khỏe hơn chứ không phải ở kiểu là màn trời chiếu đất như trước đây. Ngoài ra anh ở đây anh còn được thuốc men ăn uống đầy đủ, mọi cái đều nó rất là ok cho nên là bản thân Dũng cũng cảm thấy rất vui và cũng rất là mang ơn và rất là cảm ơn đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã chung tay cùng với Xuân Dũng giúp đỡ anh Cải. Người ta nói rằng là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng mà chung một dàn. Hôm nay chúng ta giúp được anh Cải thì có lẽ rằng Dũng và cũng các mạnh thường quân làm một điều rất là có ý nghĩa, cũng là một cái tổng là một cái mà mình có thể là tích phước lại cho con cháu của chúng ta thôi. Mình làm việc thiện mình không muốn là nói nhiều nhưng mà chỉ muốn là tâm sự với quý vị một chút như vậy. Một lần nữa chân thành cảm ơn các quý vị khán giả, các mạnh thường quân đã đồng hành cùng với kênh tin nóng tư dân của Xuân Dũng. Cảm ơn rất là nhiều.
tình nghĩa mai đem về trong lòng biển sâu.